Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segu đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có đó chính là hai bắn tỉa và hai can trường nha. Đi chung với Neko nè, Castadin, Zin 1 sao và tướng đam chính của mình đang có đó chính là JC tướng 3 tiền 1 sao đang cầm hai cái trang bị lớn nha mọi người. Và tướng tăng cơ chính đó chính là Cho'Gath này, tướng 1 tiền 2 sao đang cầm giáp máu nha, phải gọi là siêu trâu luôn á nha. Và từ đầu game tới tận bây giờ thì mình cũng đang có được một cái lượng máu cực kỳ ổn luôn á, khi mà đang chuỗi thắng 5 trận liên tục rồi và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Nhưng mà công top 1 kia cũng là như vậy luôn nha mọi người. Ổng với mình là chưa gặp nhau bất kỳ một cái lần nào cả và cả hai người đều đang chuỗi thắng, khá là ảo ma luôn á chưa. Nhưng mà làm sao anh em ơi, tại vì ở trong trận đấu ngày hôm nay thì mình cũng đang muốn làm một cái firm bài meta tướng 4 tiền carry, nó đang rất là mạnh luôn á, siêu hiệu quả luôn đó mà leo răng. Đây chính là bài Aphelios can trường carry đi chung với tà gôn và bắn tỉa nha. Và chắc chắn rồi, trước khi mà mình làm video meta thì anh em ơi hãy đừng quên kéo xuống cái các phần bình luận để ghi ở phía dưới. Tại vì sao, mình có để cho mọi người một link đồ hình chuẩn nha, để cho anh em cùng xem qua tham khảo. Không cần ấn, không cần lõi, không cần thì vàng và biến hệ như mọi người. Chỉ cần đúng tướng nè và đúng level anh em bỏ vào sẽ là ok thôi. Để cùng xem mà gặp ai đây. Ông này level 4 một cái firm bài 2 sao khá là nhiều luôn đó anh em ơi. Với Zihin set Ire 2 sao và tướng 3 vàng là Darius thắng nổi ta. Neko xài kỹ năng kịp nè. Cho'Gath 2 sao tích được khá khá stack tăng cơ cũng khá là ổn nha mọi người. JC bắn nè. Nhưng màn set này trâu dữ vậy trời. Come on, JC bắn đi bạn. Có vẻ như là không nổ rồi anh em ơi. Ông kia vẫn đang chuỗi thắng 6 trận à. Và mình là người thua đầu tiên anh em. Cay thế nhờ. Ok em sao không sao. Bù lại thì mình cũng đang có được một lượng tiền lãi ổn mà. Lợi bạc à. Truyền máu, tiếp tế trang bị, khảm bảo thạch. Roll thử đi anh em ơi. Cái này thì không cần cho lắm. Hướng đế hồi kết à. Chắc là quốc luôn nha. Khi mọi người lên được tầm level 9 á, nhận được thêm 44 vàng. Cũng được đó, cũng được đó. Tại vì hiện tại là mình đang có máu nhiều nè, mình đang có tiền nhiều nè, thì cái việc mà bán máu anh em ơi để mà lên level 9 á thì chắc là được đó. Lên level 9 xong cộng được thêm 44 vàng, giàu ác luôn á. Kiếm được một cái firm bài 4 tiền carry thôi chứ đúng bài luôn rồi anh em ơi. Và chắc chắn rồi, cái bài này á chỉ cần mọi người level tối thiểu á là level 7 và level tối ưu á là level 8 nha. Còn nếu như mọi người đếp được máu nhiều tiền hoặc là có những cái lõi nào mà bắt buộc phải lên level 9 như mình nè, thì level 9 là tối đa luôn á, nó siêu mạnh luôn á. Thì cái bài tướng 4 tiền carry như này nè, mọi người chỉ cần quan tâm cho mình hai điều thôi. Thứ nhất, tướng 4 tiền phải là 2 sao và kết hợp một cái firm bài á phải gần như là full 2 sao nha, thì nó mới đủ đam và đủ tăng cơ được. Cái thứ hai á là tướng 4 tiền không cần trang bị chuẩn, nhưng mà nếu như mọi người vẽ được đồ chem nó thì cũng rất là ok. Và con Aphelios này là một cái vị tướng xài được rất là nhiều trang bị luôn anh em ơi. Nhưng mà ba trang bị mình thấy người ta xài nhiều nhất luôn, đó chính là vô cực kiếm, cuồng đao và diệt khổng lồ nha. Còn những cái trang bị khác như là huyết kiếm nè, bàn tay công lý nè, kiếm thư thần, cung xanh các kiểu thì vẫn xài được nha anh em ơi, vẫn xài rất là ok luôn. Nhưng mà mọi người cứ vẽ được đồ cho nó thì cứ hợp lý thôi. Với lại là trang bị chuẩn mình thấy nó cũng tùy thuộc vào từng trận đấu nữa. Giả bộ như cái trận đó có nhiều người chơi đấu sĩ nè, hoặc là nhiều người chơi tướng 3 sao á, thì mọi người phải bắt buộc có một cái gì khổng lồ cho tướng carry, dù đó là tướng phép hay là tướng đam nha, thì mới bắn được vài máu. Chứ còn cái trận nào mà tướng 4 hoặc là 5 tiền á, thì mọi người cần phải có những cái trang bị sốc đam tốt hơn, như là cung xanh, vô cực, cuồng đa các kiểu. Ông này một cái firm bài Bill Water đi chung với tướng 2 và 3 vàng 2 sao cực kỳ nhiều luôn á. Từ chủ thắng 5 trận và thế là ở dưới đáy xã hội luôn anh em. Chủ thua 3 trận luôn không? Chủ thua 3 trận luôn không? JC đang bắn được anh em ơi. Và đó là cái này thua đẹp á. Chủ thua 3 trận như này là mình muốn thua hoài luôn anh em ơi. Tại vì thua có 1 con à. Mà cái lượng máu của mình nó cũng còn rất là nhiều. Mà thua xương xương như vậy thì mình sẽ có được một lượng thời gian đủ nhiều để mà tiếp tục tích tiền và lên được tầm level 9 nha. Thì với cái firm bài Aphelios này á, cái lõi anh hùng ngon nhất mọi người có thể lấy đó chính là một á, là lõi anh hùng Master Yi, thì mọi người lấy lõi tiếp sức nha. Còn lõi anh hùng thứ hai á là lõi Vladimir nha mọi người, thì mọi người lấy thăng hoa hơn. Tại vì đây là hai cái lõi á mà chuyên dùng để đánh những cái firm bài tướng 4 và 5 tiền ha. Nó sẽ tăng sức mạnh rất là nhiều luôn lúc tầm giữa và cuối game.
và nó sẽ cho mọi người một cái form bài siêu siêu bé. Nhưng mà tại vì trận này mình đang muốn vẽ đồ này em ơi, nên mình chơi khác biệt một tí. Đây chính là lõi chích tờ phết. Mình lấy luôn cái lõi hộp quà Pandora ha. Tại vì đây là những cái lõi mà mình chỉ đưa ra cho mọi người tham khảo thôi. Còn mọi người thích chơi cái lõi nào thì em chơi. Anh em thích mà lên cấp nhanh thì anh em lấy Orange Soi. Anh em thích lên level nhanh hoặc là cấp thêm tiền thì anh em lấy cái lõi Tam Ken. Còn mà thích trang bị như mình thì lấy hộp quà Pandora hoặc là April. Còn nếu như mọi người muốn gọi là tăng sức mạnh trực tiếp luôn cho đội hình nha, thì lấy lõi Vladimir và Master Yi. Tại vì mấy cái lõi này nó sẽ chia ra là những cái lõi combat và những cái lõi tăng sức mạnh ở ngoài combat nha mọi người. Như là lõi Tam Ken và lõi Orange Soi nó tăng sức mạnh ngoài combat nha, thì mọi người phải tận dụng được cái lõi đó thì mới mạnh được. Còn những cái lõi như là Vladimir nè, hoặc là Master Yi hoặc là mấy cái lõi Lee Sin thì nó tăng sức mạnh trực tiếp luôn cho mọi người ở trong trận đấu. Đấy, kiểu vậy. Thì mọi người hãy lựa chọn những cái lõi nào mà nó phù hợp nhất với cái lối chơi của em á. Và hồi bữa giờ nha thì mình cũng đã đăng rất là nhiều những cái form bài meta khác nhau rồi. Rải rác từ tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền, 5 tiền đều có cả. Và riêng cái bài Affiliate này là một cái bài mình thấy ở bên top đấu Hàn Quốc và Trung Quốc á, người ta đang sử dụng rất là nhiều luôn á. Cái bài này nói chung nó sẽ hơi khó chơi chút, tại vì nó sẽ cần nhiều điều kiện anh em. Đép máu nè, roll được một cái form bài full 2 sao nè. Đấy thì mọi người cũng nên cân nhắc trước khi mà chơi nha. Còn meta thì mọi người muốn xem thêm thì hãy cứ bấm ngay vào cái phần video mới nhất ở trên kênh BuildSagi là sẽ thấy rất là nhiều luôn á. Ông này level 6 một cái form bài. Ui dồi, Zaun đi chung với bắn tỉa chinh phạt. Thắng được anh em ơi. Lỡ thắng ở trận trước rồi, trận này phải thắng chứ. Thè thu luôn anh em ơi, chứ thắng là thắng. Phải thắng ít nhất là phải từ 2 đến 3 trận thì mới bỏ được. Nhưng mà có vẻ như là không được rồi. Ông này xài tiền khá là nhiều luôn á. Tầm level 6 và ông đang lắp hết tất cả trang bị lớn luôn mà. Ai à, đau thế. Mình đang muốn lắp nốt á. Đây chính là một cái gì khổng lồ nha anh em. Mình thấy là ở cái phiên bản này mặc dù là cái bọn mà Pháp Sư Đại Chú mấy cái con mà chích đồ phết đồ veo có cái kiểu những cái anh gọi là sinh viên tép đã bị nớp rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là mạnh luôn để mà leo răng. Mình nói thiệt luôn anh em, mấy cái bài chích tờ phết bị nớp hai phiên bản liên tục rồi nha. Nớp sức mạnh của tép 3 sao và tép 2 sao, và nớp sức mạnh của cái bài mà Pháp Sư Đại Chú nớp rất là nhiều luôn rồi, nhưng mà nó vẫn mạnh. Tại vì anh em đừng lo, tất cả các form bài meta của mình đang làm đều là phiên bản mới nhất của mọi người đang chơi. Đấy, anh em chơi phiên bản nào thì mình làm phiên bản đó. Tại mình làm meta là mình đăng trong ngày luôn anh em ơi. Mình làm xong là mình đăng luôn, chứ không có kiểu như là để dành đâu. Nên mọi người khỏi phải lo vào cái việc mà bị lợp meta. Và cái meta này không phải là mình tự chế nha, nên anh em cứ an tâm trải những cái meta này mà mình đưa ra ha. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái góp ý hoặc là yêu cầu này thì anh em mới đừng quên bình luận ngay phía dưới ở phần bình luận cho mình nhé. Ông này làm cái form bài thách đấu đi chung với Surima. Cái trang bị của ông đang cầm giống mấy cái vị tướng 4 và 5 tiền carry với ta, Castovia kìa anh em. Come on, cho gách tăng cơ rất là trâu luôn. JC cầm ba cái trang bị chuẩn anh em ơi. Cái form bài chuẩn mà mình đang muốn hướng tới nó sẽ có 4 can trường là ít nhất, và đi chung với hệ Tagon tăng khả năng hồi phục. Thứ hai là đi chung với cái hệ bắn tỉa nữa. Ui, lõi thứ ba là cái lõi kim cương ngon nhờ. Ron thử đi em ơi, giãn cách xã hội nào, hút máu siêu công nghệ và vé vàng nó không có cho mình mấy cái lõi mà cho tiền hơi xui một tí. Khảm bố thạch chắc là lấy luôn ở đây mới. Kỹ năng từ đơn vị của bạn có thể chiếm mạng và tăng được tới tầng là 45% tỷ lệ chiếm mạng. Và đây rồi, Affiliate. Mọi người sẽ có một cái thắc mắc rằng là tại sao cái con Affiliate này không lắp trang bị hồi phục cho nó như là huyết kiếm, bàn tay công lý hoặc là kiếm súng. Anh em đừng quên nha, tại vì trong kỹ năng của Affiliate là đã có sẵn hồi phục rồi. Sát thương càng cao, hồi phục nó càng nhiều. Nên đó là lý do tại vì sao cái con Affiliate này nó lắp đồ full dam như là kiếm thư thần, cung xanh, vô cực, diệt khổng lồ, cuồng đao. Tại vì trong kỹ năng của nó, thứ nhất đã có rất là nhiều hồi phục rồi nha, nên nó không có cần phải có thêm những cái trang bị hồi phục khác. Cái này mới nó khá là phí
AFE này nó cứ full full đam mà quốc thôi, full chí mạng quốc thôi anh em. Rồi và đó là bài Tagon. Và cơ thể Tagon này nếu như anh em chưa biết á thì nó sẽ tăng khả năng hồi phục và tạo giáp ở tất cả mọi nguồn luôn. Từ tướng nè, từ kỹ năng nè, và từ lõi và từ trang bị nữa nha. Nói chung á, chỉ cần đi chung với Tagon thì con AFE này được tăng thêm khả năng hút máu nha mọi người. Và cũng như là mấy con Taric nè, mấy con can trường á. Tại vì nội tạo của can trường á, nó sẽ là tạo giáp. Và đi chung với Tagon á, được tăng thêm phần trăm khả năng tạo giáp nha mọi người. Mấy cái giáp đó trâu kinh khủng luôn á. Đó là lý do những cái phơm bài như là Soraka Kari, Taric tăng cơ, Neko can trường á, thì đều kết hợp đi chung với cái hệ Tagon này. Đó là lý do tại vì sao nha. Rồi, để cùng xem là gặp ai đây. Mặc dù có Aphelios rồi nhưng mà bắn nó vẫn còn hơi đuối á. Mới có một sao nên mà bắn còn hơi đuối một tí. Tại vì anh em bây giờ cũng bắt đầu có mấy cái vị tướng 4 tiền carry rồi á. Cũng bằng mình rồi chứ không có hơn. Nên combat 50-50 thôi. Cái điều quan trọng bây giờ là mình đã có Seju rồi nè. Có con Seju 4 tiền cầm hai cái trang bị lớn luôn rồi nè. Thì nó bắn hộ cái. Mình thấy cái trang bị mà tăng cơ nó cần thiết phải có nhất ở trong cái đội hình hiện tại á là cái giáp gai nha. Tại vì nó có rất là nhiều những cái phơm bài sử dụng găng bó thạch. Nhất là những cái phơm bài pháp sư đây chú phù thủy anh em ơi. Và cái thứ hai á là những cái phơm bài đi chung với chinh phạt. Và có Zihin nè, có Saiya, Nila rồi Ash nữa. Chinh phạt rồi Ionia nha mọi người. Chí mạng các kiểu rất là nhiều luôn á. Và cái giáp gai này nó sẽ giảm sát thương từ chí mạng nha. Nên mấy con tăng cơ nó cầm cái combo của giáp gai nè, hoặc là thú tượng đi chung vút rồng á, thì gần như là bất tử luôn. Nếu như mà đủ đồ và là 2 hoặc là 3 sao, tùy vào tướng 1 hoặc là 2, 3 tiền nha mọi người. Đây rồi, một cái trang biển sáng. Lấy luôn cái cuồng đao đi. Mình nghĩ là tốc bắn là cần thiết á. Cái cổng của mình đang chơi là cổng Frezot nha anh em ơi. Nó sẽ cho mình một cái nâng cấp trang bị tuyệt phẩm ở tầm ra 4.5 khi mà đi chợ về. Thì mình được chọn một cái trang bị bình thường, nâng cấp được lên trang bị ánh sáng nha. Một cái cổng khá là ngon, mình chốt được đội hình sớm, mình lắp đồ sớm, mình đếp được máu, mình nâng cấp lên cái trang bị ánh sáng nữa thì về cuối game nó snowball ác lắm anh em. Hiện tại thì mình cũng đang tìm hiểu thêm rất là nhiều những cái phơm bài meta mới nha. Hồi bữa giờ mình không đăng meta á, thì cũng có nhiều anh em hỏi mình là mình hết meta rồi hay sao mà không đăng. Thì thật sự là như vậy anh em ơi. Tại vì hồi bữa giờ mình cập nhật meta liên tục, hầu như là một ngày hai cái video meta, và cập nhật trong vòng vài tuần liền. Thì meta gần như đã cạn rồi nha mọi người á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình tìm ra thật là những cái nhiều meta mới á, đăng lên cho mọi người cùng xem. Nhưng mà khỏi anh em khỏi cần phải lo nha, meta không phải là mình tự chế đâu. Mình xem cái giải đấu anh em ơi, cái giải đấu Abad ở bên Việt Nam nè, hoặc là mấy cái streamer bên Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Việt Nam nữa, thì người ta chơi đánh mấy cái bài mà nó dị lạ, nó hợp hình lắm anh em ơi. Thì mình thấy nó hợp lý thì mình cứ quốc thôi. Ok, chuyển đồ cho Sen tăng cơ nha. Tại vì cái đội hình này nó sẽ không cần Seju. Con Seju nó sẽ đi chung một cái đội hình đang rất là hot luôn. Và mình nhớ không nhầm là mình đã có làm rồi. Đó chính là con Nila Frezot đi chung với chinh phạt đấu sĩ và Frezot nha. Bà đang rất là rác luôn anh em ơi, mạnh kinh khủng. Đó là lý do tại vì sao mình nói là cần nhấp gai á. Mấy cái bài chinh phạt bây giờ nó làm bố người ta rồi. Đại sư anh em ơi, và đó là chủ thắng 3 trận từ khi được có Aphelios này cầm trang bị sẽ là gần như là không có thua luôn á. Châu ác, mạnh ác anh em ơi. Ok, level 8 rồi nha. Mình roll xương xương trước ở tầm level 8 nha mọi người. Mặc dù mình đang được một cái lõi hướng tới hồi kết là lên level 9 nhận được 44 vàng. Nhưng mà mình vẫn còn một cái phơm bài đép được máu ở level 8 cái đã. Tại vì nếu mà mình timeline tiếp tục tích tiền lên level 9 thì có khi đi sớm anh em, có khi đi sớm thì có. Thì mình roll xương xương mình kiếm được cái con Neko 2 sao nè. Và nếu như mà hơn thì mình kiếm được cả Siuko, Taric. Hoặc là nếu như mà hơn nữa kiếm được cả Sen mà Aphelios 2 sao thì sao đúng không? Thì đép máu rất là dễ luôn. Ok, lắp cho em nó một cái quỷ thư đi. Chúng tôi cần Afe và con xe này 2 sao là đại quá. Ui, ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Siuko Sen 2 sao. Afe luôn không? Taric 2 sao luôn nè. Ui, Nila ra nhiều thế. Ui, con Afe nó không ra cho mình luôn anh em.
Thật sự là như vậy sao? Tại vì mình chết sơ qua rồi, mình đâu thấy ai chơi Afe đâu ta. Con Ron kìa. Ấy nó lừa mình rồi anh em. Mình muốn Ron chơi chơi sương sương nữa mà Ron còn hai mấy vàng à. Hỏng người à. Không sao đây em ơi. Thế nữa mình bật lại được. Đấy, cái phơm bài tầm này Ron sớm rồi đã không? Mình có một cái lời khuyên cho mọi người, nếu như mà chơi những cái phơm bài 4 tiền đang hot như là bài Nila, say ra các kiểu á, đây rồi cái Afe anh em ơi, thì mọi người nên roll sớm ở tầm level 7 nha. Tại vì sao? Anh em hãy cố gắng kiếm một cái con tướng 4 vàng carry trước ở tầm level 7 để cho nó một cái độ hình đủ mạnh á, để mà đếp máu lên level 8. Và đó là Afe 2 sao, lên luôn cho em nó. Tại vì nếu như mọi người chơi những cái phơm bài 4 tiền đang hot á, mọi người mà tích tiền tiếp tục lên level 9, à lộn, lên level 8 á, thì khi mà lên xong nó sẽ có một cái vấn đề xảy ra rất là căng thẳng luôn á, là hết tướng để cho mọi người roll. Hết tướng nha. Tại vì tướng 4 tiền mọi người đừng quên là chỉ có 12 con thôi. Mọi người muốn lên được 2 sao á, thì phải cần ít nhất là 3 con. Và nếu như mà cái bài hot á, thì người ta roll kiếm tướng 2 sao hết rồi, thì nếu như mà vẫn còn tướng á, thì sẽ rất là khó ra luôn anh em. Kiểu như là có tầm hai ông chơi chung bài đi, thì người ta roll mất 6 Aphelios đúng không? Là hai con tướng Aphelios 2 sao. Mọi người thêm một con 1 sao nên là 7 con. Thì nó sẽ còn tầm 4 hoặc 5 con ở trong cửa hàng đó. Thì mọi người phải roll ít nhất là 2 con nữa để mà lên được Aphelios 2. Thì đó là lý do mình nói là mọi người cũng nên roll sớm sớm một tí. Tại vì cái bài này của mình đang chơi á, là một cái bài nó không phải là quá mạnh và quá hot nha. Nên cái việc mà bị giành tướng nó cũng giảm đi rất là nhiều. Và cái điều quan trọng là mình trước khi mà mình lên cấp á, là mình cũng chết qua sơ rồi, thì không thấy ai chơi chung cả. Chỉ có một cái con kia đang chơi một con Aphelios 1 sao thôi, nó không ảnh hưởng tới mình quá nhiều. Thì mình có đủ tự tin để mà tiếp tục lên level 8 nha mọi người. Ông này sinh viên TF nhưng mà không đi chung với Pháp Sư Đại Chú mà đi chung với Bill Water. Có Gravet TF 3 sao và Nila đang cầm hai cái trang bị lớn. Nhưng mà Afe nó bắn kìa. Ui, kinh khủng quá đây em ơi. Đây á, là một cái phơm bài ở level 8 đang cực kỳ đẹp luôn rồi nha. Với 3 tà gòn, 4 can trường, bắn tỉa, hiệu triệu nhân, phù thủy và zone. Nếu như mọi người đi chợ nè, hoặc là được chọn ấn á, thì những cái ấn ngon nhất mọi người có thể lấy, một á, là ấn tà gòn, 2 á, là ấn can trường và 3 là ấn bắn tỉa nha. Tại vì nếu như mọi người lấy ấn tà gòn á, thì anh em sẽ kích được một cái phơm bài là 4 tà gòn. Nếu như mọi người lấy được một con can trường á, thì anh em sẽ có thể là bỏ bóp một con tà gòn ra, anh em kẹp thêm cái con can trường vào là 6 can trường. Và nếu như mọi người lấy được một con bắn tỉa á, thì kích được một cái phơm bài 4 bắn tỉa rất là dễ luôn. Thì cái ấn này cũng ngon cả. Nhưng mà cái ấn mà dễ kích thoạt nhất và không có ảnh hưởng đến độ hình quá nhiều á, đó chính là ấn tà gòn nha mọi người. Ok, gặp ai đây? Ông này á, hay là ông top 1 đây? Ông top 1 này bay sao nhìn có mờ mày trời. Ok, gặp luôn cái ông này, level 7 chỉ còn 7 máu thôi. Đấm được anh em ơi, đấm được anh em ơi. Trời ơi, xe nó tăng kìa, Aphelios nó bắn kìa anh em ơi, Nila hoặc trẻ à. Có vẻ như là không đủ rồi. Và đó là lọt top nha, ngon lành. Lọt top anh em ơi, lọt top anh em ơi. Ú, một phát đi hai ông luôn mà. Ok, ra sau gặp công top 3 nhưng mà chưa biết là gặp bạn ảo hay là gặp bạn thật đây. Mong là gặp bạn thật luôn. Một phát và top 2 solo 1v1 với ông top 1 luôn. Ông này Mazda 23, cho gách 3, Kai'Sa 2 sao. Cũng ghê đấy. Ôi trời, gặp bằng ảo luôn nè. Gặp bằng ảo anh em ơi. Mình sẽ tiếp tục lên level 9 nha. Tại vì mình đang có một cái lõi đang đợi mình. Hướng tới hồi kết lên level 9 được cộng thêm tới tận là 44 vàng. Trời ơi, Afe nó xỉ đạn kìa. Thăng hôi luôn rồi em. Bắn đạn mới sốc. Trời ơi, bùm một phát. Nhức cái nách luôn.
Và bật mí cho mọi người luôn á, hiện tại cửa hàng Bin You Store của mình đang cập nhật những sản phẩm mới đều mỗi ngày luôn nha mọi người. Cứ một ngày á là thêm một cái sản phẩm mới. Thì nếu như bữa giờ mọi người có theo dõi á, thì trong gần 2 tuần vừa qua mình cập nhập thêm gần 30 sản phẩm mới rồi nha. Nhiều nhất á là những cái sản phẩm từ áo khoác nè, áo hoodie nè, áo khoác da nè, áo sweater nè, hoặc là áo thun nha, để cho mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn để mà mua sắm tại cái mùa đông lạnh giá này. Mùa thu sắp qua, sang mùa đông anh em ơi, thì mình cần sắm những cái trang bị, những cái gọi là bộ đồ thật là ấm cúng. Và em đừng quên, hiện tại là mình còn đang có chương trình tặng quà kèm theo mỗi hóa đơn mọi người mua bên cửa hàng Bin You Store của mình nha. Nếu như mà hóa đơn dưới 600.000 được tặng kèm theo móc khóa nha mọi người, có thể là một cái, hai cái, ba cái tùy giá trị hóa đơn của mọi người. Và nếu như mọi người có lỡ tay mua cái hóa đơn trên 600k thì được tặng kèm theo một cái decor đẻo bàn cực kỳ đẹp luôn. Mình hứa với mọi người luôn á, cái sản phẩm decor đẻo bàn này là một cái sản phẩm nó không chỉ là giá trị về mặt tinh thần mà nó còn giá trị về mặt sưu tầm nữa nha. Là level 9 nha mọi người, và đó là 44 và được cộng thêm có hammer luôn nè. Ok, bỏ vào chơi luôn á. Tại vì sao cái con hammer này là một cái vị tướng 5 vàng, gọi là bỏ được vào tất cả đội hình luôn á anh em. Tại vì sức mạnh của nó tới từ ủ súng chứ không phải là tới từ chính con hammer nha. Ủ súng này chỉ cần có 3 cái nâng cấp thôi là đủ mạnh rồi. Rồi, ông này đang roll kiếm cả Velcot với lại là Red Side 3 sao luôn anh em ơi, khá là tham vọng. AF bắn được, AF còn sống và Sen tăng cơ full cái máu, chưa mất được cái lượng máu luôn mà, châu ác anh em. Ok, chắc là mình sẽ cố gắng roll nốt kiếm hay M2. Mà nói chung là cũng không cần chơi lắm luôn á. Ông top 2 còn tận 56 máu anh em ơi, chắc là phải combat thêm 7-7-49 hiệp nữa. 56 máu, muốn thắng cái tầm rau 6 chấm như này ít nhất phải là thắng thêm 4 trận anh em, 4 trận liên tục nữa mà phải thắng nguyên sàn nha thì mới ăn được. Chứ thắng xương xương là cũng ghê lắm á. Thêm 4 trận nữa thì cái nguy cơ mà ông lên được Red Side và cả Velcot 3 sao rất là cao ha. Cho gắt 2 giáp máu nè. Đó là lý do tại vì sao mình nói với anh em là cần một cái gì khổng lồ đó. Đó, tại vì mấy cái phơm bài hư không này cũng đang khá là hot nha. Nhất là cái phơm bài Velcot được chúng nó hư không nè, Kai'Sa 8 hư không nè, Brightside hư không nè, và Kassobia hư không nữa nha mọi người. Đó, mấy con hư không này nó châu lắm. Mà mấy con hư không này chắc chắn là nó phải đi chung với đấu sĩ. Và đấu sĩ là những con như là Cho'Gath, Bai'Sao, Tick-Tack, rồi cả mấy con Brightside này. Lắc cái việc khổng lồ này là quá hợp lý luôn rồi đấy. Ok, tiếp tục combat nào. Được cái lại siêu cô này nó sẽ khắc chế những cái ông mà hồi máu ghê ghê một tí. Với lại là con siêu cô này là một cái vị tướng nó giúp cho đội hình can trường của mình đó. Nó câu giờ ác lắm anh em ơi. Tại vì chỉ cần team mình đứng vào cái ô độc của nó nha là được tăng máu hồi theo giây. Còn team bạn mà bước vào cái ô độc này á là bị đốt máu theo giây. Và đi chung với cả cái quỷ thư này nữa thì tên bạn đỡ hơn sao nổi anh em ơi. Chuỗi thắng 11 trận liên tục luôn rồi nè. Từ cái lúc mà có được AF cầm 3 trang bị với lại là trang bị sáng là chưa thua luôn. Bá đạo. Cái con Hammer này thì mình cũng không có cần 2 sao cho lắm luôn anh em. 1 sao thôi mình nghĩ là đủ rồi. 2 sao thì lại mạnh quá đúng không? Mình đang xem thử có lên được Kassante 2 sao hay không nè, bỏ vào chơi. Rồi nãy giờ không lên được Kassante 2, buồn thế. Ơ, Kassante 2 sao nè. Có tiền anh em ơi. Bán Tarik thì được á, nhưng mà thôi. Cũng không cần. Ui, tôi nói rồi mà, câu được mà thêm mấy rau nữa là ổng lên được Red Side qua rồi. Nhưng mà chừng nào ổng lên được cái con Kai'Sa 3 thì mình mới sợ chứ. Dâm bá con Red Star này không có trang bị lớn thì cũng như vậy thôi. Ui, FA, FA đừng đi bạn ơi. FA đi là thuốc, ui nó hút máu rồi. Ui, what the hell. FA full cái máu sứ giả hút phát chết luôn của FA mà ngoài. Áo. Ơ, thắng rồi, ơ. Và ok, GG tất cả mọi người nha, bye bye.
Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thức mọi người có thể mua hàng ở trên website biosegistore.com của mình. Link của mình đều có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần hướng dẫn thì mình cũng đang muốn giới thiệu tới với mọi người một cái event đang diễn ra ở bên cửa hàng của mình. Đó chính là khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào trị giá trên 600.000 đồng nha, được tặng kèm thêm một cái vật phẩm trang trí đeo bàn nè, để tủ nè, hoặc là để kệ nha. Đấy, miễn phí luôn nha em ơi. Một cái vật phẩm độc quyền ở bên đó cho chân lý luôn. Đây, kích thước, chất liệu hoặc là công dụng mọi người có thể tham khảo thêm ở đây, và số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay lên nào. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là ở trong mùa thu mùa đông này mình có bán thêm áo hoodie, áo sweater hoặc là áo khoác hay không. Thì đây, mình về thêm một đống hàng mới luôn đây mọi người ơi. Anh em cứ vào mà lựa chọn, giả bộ mình thấy cái này uầy đẹp quá đi thì mình bấm vào, đúng không? Mình bấm chọn size nè, mình bấm chọn sản phẩm hoặc là số lượng nè. Đấy, anh em bấm thêm vào giỏ hàng nha. Và sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi á, nếu như mọi người muốn mua tiếp thì anh em cứ lướt và anh em cứ thêm vào tiếp thôi. Còn không á thì anh em cứ bấm vào giỏ hàng nè, anh em bấm tiến hành thanh toán nè. Và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thông tin như là họ và tên các kiểu hoặc là địa chỉ giao hàng á. Mọi người cứ điền đầy đủ cho mình là được rồi ha. Ở đây là thông tin ghi chú nha mọi người. Anh em muốn giao ở thời gian nào, giao ở đâu hoặc là hướng dẫn giao hàng chi tiết á thì anh em cứ bấm ở dưới đây nha. Còn ở trên này nè, nó sẽ là một cái phần quà được tặng kèm theo mỗi khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở bên cửa hàng B&U Store của mình. Anh em cứ nhấp vào đây nha. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu móc khóa luôn, như là Timo Tí Nị nè, Giêsu Chiến Binh Rồng Hàng Hiệu nè, rồi móc khóa Irelia Thánh Kiếm Tí Nị nè, vừa mới cập nhật luôn nha mọi người. Và cùng hàng loạt những cái mẫu móc khóa mới. Đấy, đẹp chưa? Và ở đây nó sẽ có hai hình thức thanh toán nha mọi người. Một là chuyển khoản ngân hàng, còn hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và sau khi mọi người đã đọc hết rồi và đồng ý, anh em cứ bấm vào tích vào ô này để bạn đồng ý và bấm đặt hàng thôi. Thế là xong rồi nha. Còn nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về size hoặc là mọi người muốn tư vấn thêm về bất kỳ một cái điều gì anh em cứ bấm vào cái dấu chat ở phía dưới này nè. Đấy, sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc của mọi người nhé.